Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Bốc thật sự luôn. Con bé 7 này phải nói là quá bốc luôn. Rồi, anh em biết mình đang ở đâu không? Hiện tại thì mình đang có mặt tại trường đua Đại Nam. Và ở đây đang diễn ra một cái sự kiện mà có thể nói vô cùng hay luôn. Đặc biệt là với anh em mê xe của Đại Hơn. Đó chính là một cái buổi lái thử dành cho những cái dòng xe như là VinFast VF6, VF7, VF8, thậm chí là cả VF9 luôn. Và hiện tại thì VinFast đang tổ chức cái buổi này từ 8 giờ sáng cho tới 18 giờ tối vào 2 ngày là thứ bảy chủ nhật. Thì anh em có thể tới đây để có thể trải nghiệm những cái dòng xe của VinFast. Thì hôm nay mình sẽ có cơ hội được lái thử chiếc VinFast VF7, tại vì đây là chiếc xe mà mình cũng rất là muốn lái thử từ lâu rồi. Tại vì hồi đó mình thấy cái concept của nó đẹp quá các bạn. Nên là hôm nay tôi sẽ quyết định lái thử VF7. Và đồng thời hiện tại ngay tại khu trưng bày này có cả VFY nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ dẫn anh em coi sơ qua về chiếc VFY tận mắt luôn. Rồi, và đây chính là chiếc VFY các bạn. Con này thực tế là trước đó nhìn ở cái concept mà Vin trưng bày ở bên Mỹ, ở cái sự kiện bên Mỹ thì mình thấy là nó đã rất là đẹp rồi. Nhưng mà khi mà mình nhìn thực tế đây, mình lại thấy là con này nó còn đẹp hơn thế nữa. Và đặc biệt là do nó là một con bánh tải nên là cái bề thế của nó ấy, nó rất là kiểu rộng to và nhìn nó rất là mạnh mẽ luôn. Và đây là cái phần đầu xe của VFY thì nó vẫn có rất là nhiều những cái tố chất của một con bánh tải, và cũng như là về một chiếc xe mà nó mang cái tính hiện đại thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đầu của nó cũng kiểu hơi vuông vức một tí đúng không? Vẫn là cái dải LED định vị này. Đấy, rất là đặc trưng của VinFast, cánh chim các thứ đấy. Logo rồi cũng như là có phần đầu này nhìn nó có cái sự mà kiểu nó vừa đơn giản nhưng mà nó cũng rất là hiện đại và nhìn vẫn có cái chất mạnh mẽ từ những cái việc mà họ làm những cái đường nét góc cạnh như thế này. Lưu ý, đây là bản concept thôi chứ chưa phải là bản thương mại. Và cũng chưa biết là bao giờ VinFast họ sẽ thương mại một chiếc xe bán tải điện như thế này ở Việt Nam. Mình có thể thấy được ở con bán tải điện này của Vin với rất là nhiều nét đặc biệt và nó có cái sự ấn tượng như là cái phần bánh của nó rất là to, rất là kiểu off-road đó các bạn. Thực sự rất là to luôn. Và ở đây có một cái làm cho mình khá là hay ấy, đó chính là một cái phần gương. Đây là một cái gương hoàn toàn kiểu là gương điện tử ấy. Nó sẽ có một cái camera và cái phần camera này nó sẽ chiếu vào bên trong qua một cái màn hình nhỏ để cho anh em có thể nhìn được những cái phần bên ngoài. Thì cái cách hoạt động của gương điện tử này nó sẽ là như vậy. Nhưng mà cái cách làm gương á thì nhìn trông nó cũng rất là nhỏ gọn ha, nhìn nó đẹp. Con này gầm thì cũng khá là cao đó, tại vì nó mới chiếc xe bán tải mà, nên là nó cần phải đi những cái nơi mà nó có một cái địa hình hơi khó khăn một tí. Nên là nói chung con xe này về cái tính bề thế của nó và cái tính gọi là off-road của nó thì chắc chắn là rất là chất rồi. Rồi, đây là cái phần nửa sau của con VFY. Thì nó là một cái phần thùng rất là to ha. Mình nghĩ là có thể chở được khá là nhiều thứ đấy. Rất là đặc trưng của những con bán tải điện. Rồi, phía sau con VFY này nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Vẫn là phần cái dải LED định vị cánh chim này. Đó, phần đèn hậu này. Phần này thì chắc có thể là nó sẽ mở xuống hay gì đó. Nói chung đây là concept thôi, mình chưa biết được cái cách hoạt động của nó như thế nào. Rồi, thì đây là phần nội thất bên trong của VFY. Thì do mình đã nói đây là concept thôi, này là mọi yếu tố về ngoại hình lẫn nội thất của chiếc xe này mình không có được đụng chạm vào. Chỉ đơn giản là cho anh em nhìn ngoại hình thôi ha. Thì nó có thể thấy cái phần cửa sau của nó sẽ là mở ngược ra như thế này. Nhìn rất là chất ha. Và bên trong thì phần nội thất cũng rất là đẹp luôn. Về những cái option bên trong này thì mình chưa biết được nó có thực sự là thương mại nó sẽ giống như thế này hay không. Nhưng mà đến gì mà chúng ta có thể thấy ban đầu từ con VFY này thì thực sự là từ vô lăng, cái cách thiết kế những cái phần ghế hay là phần màn hình giải trí cho người ngồi ghế sau thì nó cũng đều là những cái option nhìn rất là hiện đại luôn. À, nhưng mà khoan, từ từ cho anh em coi một chút về cái trường đua này. Trời ơi, nó rộng kinh khủng luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên mình vô cái trường đua Đại Nam này. Đúng kiểu là trường đua, và ở đây á, thì họ cũng sẽ cho một vài những cái điều kiện để chúng ta lái thử. Ok, nói chung rộng phết đấy các bạn. A few minutes later. Rồi các bạn, VF7 của mình đã về rồi. Bây giờ cùng lái thử trải nghiệm coi như thế nào nha. Trời, tôi hỏng tới cái giây phút lắm rồi. Lên xe thôi. Rồi ok, bây giờ và đúng giây phút được ngay cái đoạn đầu thì mình sẽ bứt tốc từ 0 tới 100 km/h. Con này là bản 2 động cơ nên là cái mã lực của nó là tới 300, gần 350, gần 500 Nm. Rất là mạnh luôn. Nói chung thì cái thông số này thì mình nghĩ là nó quá là dính và quá là bốc rồi. Hồi nãy ngồi ghế mà mình ngồi ngay cái ghế phụ bên cạnh ghế lái thôi là bứt tốc từ 0 tới 100 thì không có gì để chê luôn. Ngồi dính ghế luôn. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Bốc thật sự luôn. Con bé 7 này phải nói là quá bốc luôn. Và có một cái mà mình nhận ra được là cái khả năng mà khi mà mình đang ở tốc độ cao và mình đánh lái á, thì trail của con VF7 nó chỉ tiêu dao động rất là tốt luôn các bạn. Cái xe nó không hề bị lắc nha, mà nó có một cái cảm giác rất là kiểu mình ngồi được nó vững ấy. Đó là cái mà mình có thể cảm nhận được khi mà mình lái con VF7 này. Thật ra cái lúc người mình nó nghiêng á là chủ yếu là nghiêng do quán tính thôi, chứ lúc mà khi mà chúng ta ôm cua ở tốc độ cao á thì con VF7 này nó rất là kiểu nó không có bị lắc á các bạn, ngồi rất là êm luôn. Lái con này thích thật, công nhận là chỉ có ở cái cảm giác của những con xe điện thôi, không hề có một cái tiếng động cơ nào luôn. Rồi, công nhận đạp nhẹ chân ga một cái thôi là kiểu muốn lún tới nơi luôn rồi đấy.
mà lại full tải 5 người nữa. Và ở đây là mình chỉ đang để xe ở chế độ là sport, ở chế độ normal nữa các bạn, chưa để ở chế độ sport nha. Mà cảm giác lái nó đã dính ghế như này rồi, thật sự là anh em phải tới đây lái thử đi. Tại trường đua Đại Nam từ ngày 29 tháng 6 tới 30 tháng 6 là anh em sẽ được lái thử những cái dòng xe của VinFast từ VF7, VF8, VF9. Uầy, phải nói là cảm giác lái rất là phê luôn các bạn. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm mà lái trực tiếp vào VF7 này thì sự là nó quá đã luôn các bạn ạ. Rồi, ok, và đó là một vòng mà mình đi trải nghiệm lái thử những dòng xe VinFast tại trường đua Đại Nam. Và nếu bạn nào mà cũng muốn tới đây để trải nghiệm á thì nhớ nha, chỉ trong 2 ngày thôi là thứ bảy và chủ nhật từ 29 tới 30 tháng 6 và diễn ra từ 8 giờ sáng tới 18 giờ tối, nên là các bạn có thể tới đây. Thật ra mình khuyên các bạn là nên tới sớm nha, tại vì nó rất là đông ấy và rất nhiều người muốn tới đây để lái thử, đặc biệt là dòng VF7 là cái dòng xe mà rất nhiều người muốn lái, tại vì thứ nhất nó là một cái dòng xe mới và nó có những cái option rất là hiện đại này, xịn này, và cái khối động cơ của nó rất là bốc luôn. Thật sự mình lái xong con VF7 rồi mình chỉ muốn lái thêm một vòng nữa, nên là anh em có thể tới để lái thử ha. Rồi ok, nếu là thích video đừng quên để lại một like, share và subscribe channel KZ. Mình là Gà Tổng, hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi, nắng quá.